đi du lịch rất nhiều, nhiều nơi trên thế giới. Ba từ để nói về cảm nhận trung tâm. Rất là tuyệt vời. Ba điều làm bạn nhớ nhất về giáo viên. Cô Loan rất là giỏi, chu đáo và vừa nhìn. Ba điều đối giúp bạn đạt 6.5. Chắc là nhiều nhất là nỗ lực bản thân, giáo viên hỗ trợ và cũng là chiến thuật của mỗi người. Theo em thì đa phần mình vẫn phải dựa vào cái bộ listening và bộ reading của cái cam, cái đó là huyền thoại, là chắc chắn ai cũng phải theo nó để có thể luyện IELTS. Bên cạnh đó thì để cho cái việc học nó đỡ nhàm chán thì mình có thể xem thêm một bộ phim nước ngoài như là How I Met Your Mother, là mình kết hợp nghe các đài tin tức CNN10, đọc báo Guardian. Thì nói vừa giúp mình đỡ chán, mình có thể học thêm nhiều từ của tiếng Anh và mình còn có thêm nhiều thông tin ở các thế giới kia, rất là tốt. Em đã tìm hiểu được cái chương trình du học Canada cũng như về cái đất nước của đất nước Canada đó cũng đã được khoảng hơn 6 tháng rồi. Thì em biết thì em rất ấn tượng đất nước đó vì cái độ lạnh đóng băng của nó. Em cũng rất là thích cái đất nước đó vì những cái ví dụ như là rừng lá kim hoặc là cái nơi của em đang định tới, ví dụ là thác Niagara Falls, thì nó rất là đẹp, rất là thơ mộng. Và khi sang bên Canada thì em dự định sẽ theo học ngành kỹ sư cơ khí tại trường cao đẳng của Niagara. Theo mình thấy thì cái kỳ thi IELTS nó cũng khá là khó, nhưng mà điều quan trọng nhất là nếu mà bản thân mình cố gắng nỗ lực và mình chịu tìm tòi thêm những cái tư liệu bên ngoài, cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày và chăm chỉ hơn. Rồi bên cạnh đó mình có thêm những cái đội ngũ giáo viên hỗ trợ giúp cho mình có thể làm bài tốt hơn, có thêm mình nhiều cái kinh nghiệm trong kỳ thi hơn, vì họ là những người đã từng trải những kỳ thi đó, thì có thể mình sẽ đạt được cái điểm tốt hơn và như ý muốn. Thì nhân đây mình cũng xin chúc mấy bạn là đang học IELTS sẽ khi nào thi thì sẽ vượt qua được kỳ thi IELTS và đạt cái kết quả tốt như mình mong muốn, để đáp lại một lần những cái cố gắng của mình.